Em tên là Nguyễn Thành Thiết, sinh năm 1977, quê ở Thủ Thừa, Long An. Sao mà người nhìn mạnh mẽ, nhìn phong sương, nhìn bản lĩnh như vậy mà sao có vẻ như rụt rè quá vậy hả? Dạ tại run. Run hả? Dạ, run. Giờ làm sao cho hết run đây? Cho người ta bắt tay rồi. Bớt chưa? Bớt chưa anh Thành Thiết? Dạ bớt, dạ bớt. Dạ. Dạ, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Em có quản lý một cái công ty nhỏ nhỏ của em, chuyên về xây dựng nhà ở. Hiện nay đang làm thêm cái mảng nhỏ nhỏ là bất động sản. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Vân. Chào quý khán giả có mặt trong trường quay và khán giả đang xem đài. Em tên là Lưu Thị Thanh Thảo, em sinh năm 1980. Nghề nghiệp của em là kế toán dịch vụ, em đang quản lý 10 công ty. Quản lý 10 công ty rồi đó. Ở chị là ở Sài Gòn hay là? Dạ em ở Long An. Long An. Dạ. Hai người quen nhau dạ, sao? Dạ, quen chắc đi nhau mua đất là... phải không? Dạ không phải. Em là bên kế toán dịch vụ, cho nên là em chuyên về thành lập doanh nghiệp. Thì trong một ngày nào đó các em vô sở kế hoạch để em nộp hồ sơ cho doanh nghiệp, thì anh này thì cũng vô để mà thành lập doanh nghiệp, nhưng mà thành lập riêng của mình. Dạ. Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em ngồi một mình, thì anh này thấy trên tay em thì không có đeo nhẫn. Mới bước đến làm quen. Dạ thì hỏi ra là nghề nghiệp của em thì cũng sau này cũng liên quan đến công việc của ảnh. Đó thì hai người mới trao đổi rồi xin số điện thoại với nhau. Trước đó là em có thấy trên, lúc đó là năm nay em là 43 nhưng mà năm 41 tuổi á, em thấy có chương trình là bạn muốn hẹn hò, cái em đăng ký bạn muốn hẹn hò mà nó ký hoài không có chiêu hết á. Thế thôi để cái tờ giấy độc thân chuẩn bị sẵn ở trong vỏ, bây giờ họ gặp ai ở ngoài mà làm quen mà ta thấy mình lớn tuổi mình trình ra nè, chưa có vợ nè, nói cơ mai sẵn cảnh chị này thì đi vô làm thành lập doanh nghiệp. Rồi xong rồi qua hỏi em, em giống dịch vụ kế toán vậy. Dạ, cái gì giúp anh thành lập công ty, ban đầu thuế má là không rành, không rành lắm, thật sự cũng rành nhưng tại nói vậy không rành lắm, cái gì giúp anh đi. Chị này cho số điện thoại, nhiệm vụ mình chính là lấy số điện thoại, lấy được rồi vô rồi, dính này dính này. Rồi có đưa cái tờ giấy bạn muốn hẹn hò ra không? Dạ đó chưa, đã chuẩn bị sẵn thôi. Rồi xong rồi sau khi mà giấy tờ công ty gần xong rồi, cái đầu uống nước ngồi nói chuyện, nói em có gia đình chưa? Nói dạ chưa. Nói chưa thì để đi, muốn giới thiệu cho anh kia ha. Thích sao, thích là gì? Cái mình giới thiệu mình có thích không? Cái thấy bộ cũng thích thích, cái đưa cái giấy hẹn, cái giấy mà chứng nhận độc thân, chứng nhận độc thân á, chứng nhận độc thân là đưa ra đặng trình đặng mới quen được, chứ nhiều khi nói mình lớn tuổi rồi có vợ đi gạt con gái này kia đồ vậy hả? Rồi cái mối tình hai người tiến triển sau cái ngày hôm đó như thế nào? Mà tụi em vừa quen vừa cưới vừa tìm hiểu về công việc trong vòng 78 ngày. Đó rồi, lúc nào thì anh mới bày tỏ cái tình cảm của mình cho cô biết? Dạ sau khi thành lập doanh nghiệp xong xuôi hết là khoảng bao lâu? 48 ngày là còn lại là 20 tháng ngày. Còn lại đúng tháng rồi về nhà ăn cháo vịt, về chủ yếu là cho ba mẹ con mắt thấy mẹ ưng liền không? Dạ ưng. Sau khi ăn cháo xong rồi nói chuyện rồi chia tay, bữa đó thì có hẹn gặp là uống cà phê để rút lại cái chuyện tình cảm. Tối em gọi thoại, em nói vừa nói vừa cười giống giống như là tưởng đâu là bên em nó chơi, nói bây giờ thương á, giờ chịu thì đồng ý về hỏi ba má đi, đầu tháng hỏi cuối tháng cưới. Nhưng mà cái anh này nhìn anh có vẻ khô khan quá hả? Không chị, lãng mạn lắm á. Lãng mạn lắm hả? Một bữa đó đó, cái điện thoại cho em kêu em á là ăn mặc đẹp nha, cái hẹn em ra quán cà phê. Ở Long An đúng không? Đúng rồi, mua một chỗ hoa hồng rồi cái cầu hôn luôn. Rồi lúc em có đồng ý không? Em có đồng ý hay không? Dạ em thấy đồng ý, thấy cũng thiệt tình với cũng nhiệt tình nữa. Là cái đêm đó là lúc đó mấy giờ? Là nắm tay rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là nắm tay rồi xong làm gì nữa? Làm gì nữa không? Bà này bà cười không thì em lại nói đi. Sau khi nhận bóng là anh có làm gì không? Thì cái chuyện tình yêu nó đã tính thời điểm chín mùi rồi, thì giống như một cái gọi là chìa khóa tình yêu với là ổ khóa tình yêu, thì nó gặp nhau thì có thể là thế nào? Không nói đại đi. Trời ơi, có thể là thế nào? Cái quan trọng là mọi người không biết cái chuyện là đi đâu đúng không nào? Tại vì tức là bây giờ phải hỏi là đi đâu thì mình mới có thể là tra chìa khóa vô ổ khóa đó. Chứ còn ở quán cà phê sao mà tra chìa được? Dạ vô nơi có những ca ếch
À có chữ Cao Ốc. Ốc là là nhà thức đó phải không? Khách sạn. Thì nhà thức đó. Nhà đâu động thức chứ đâu có ngủ được. Rồi sao nè, đó rồi vô chịu hả? Không. Chịu. Không cũng phản ứng dữ lắm nhưng mà em sẽ nói là lớn rồi, có cái hành động phải có trách nhiệm. Nói hồi thì thuyết phục chịu. Rồi vô luôn. Dạ vô. Rồi. Đó. Cái thời gian mà từ lúc mà chuẩn bị mà hỏi để tới lúc cưới á thì cũng có nghĩ ra cũng vài cái chiêu mà gọi là bây giờ mình nói ra trước khán giả và trước mà ảnh nhỏ ba mẹ có nghe được, ba mẹ vợ, ba mẹ ruột có nghe được thì bỏ qua, em tự làm thầy bói coi ngày cưới cho em. Tại vì em nghĩ là mình quen phù hợp như thế này rồi, không thể mất đi viên ngọc cho nên mình sẽ đầu tháng coi ngày cuối tháng cưới. Ba mẹ nói mày đi tới đó coi ông thầy đi. Nói, dạ đi coi đi coi, nhưng mà tự về nói vợ để ông xã suy nghĩ ra ngày đẹp nhất, tự coi ngày giờ luôn, tự trả chữ ký chữ viết luôn. Mua tờ giấy A4 mà hồng á, mua hai tờ việc cắt làm tư, viết ba tờ kia sai hết, xấu quá với chữ giống chữ mình á, sợ phát hiện ra. Tự mình viết một nét chữ khác, viết ngày đó giờ đó. Ở ngày sớ đó là của thầy đó. Dạ của thầy đó. Thầy này thì đó đó. Em viết và tới nhà cô dâu là từ đây từ Long An xuống tới Tiền Giang là khoảng 2 tiếng, là tới 10 giờ là tới rước dâu được. Từ Tiền Giang về Long An là 2 tiếng nữa, là 12 giờ là về tới nhà trai là ok. Là được. Cái em đưa cho ba, cái em bỏ vô cái phong bì rồi bạn là thiệp trình ngày cưới ghi hoành tráng lắm, ghi chữ giống thư pháp lắm, ba đâu nghĩ là chữ mình đâu. Chữ em đẹp lắm nha, nhưng mà ba ghi chữ này xấu đi. Cái ba nói ừ thôi vậy cũng được. Cái bữa đi rước dâu, cái em thì ngồi ở sau, ba cũng ngồi, ba với mẹ cũng ngồi ở sau, nói với bác hai á, ba nói với bác hai nói ông ơi, anh hai, ông thầy này coi ngày cũng rộng quá ha, 2 tiếng đồng hồ mà đi cũng thoải mái á. Ngồi sao cười quá. Ông tính hết đường đi nước bước tính luôn rồi. Không. Ông này coi cũng rộng giờ. Hai người lấy nhau lâu chưa? Dạ được 1 năm 8 tháng. Một năm tám tháng. Thời điểm này là có bầu 6 tháng. Xin chúc mừng. 1 năm 8 tháng về ở với nhau, bạn á có nhìn ra được cái điểm xấu của người đàn ông này nó lòi ra không? Nóng tính. Nóng tính lắm hả? Dạ nóng tính dữ lắm. Thấy vui vẻ lắm mà. Trời coi chứ đụng chuyện là dữ dằn lắm. Có dữ dằn với bạn với vợ lần nào? Dạ có dữ dằn, nhưng mà em biết vậy đó, cái em nhịn rồi cái không cãi lại rồi cái im. Rồi còn gì nữa? Hay tin người nữa. Ủa, dạ, hay bị gạt á. Ủa vậy hả? Gạt sao? Bị đối tác gạt hay con gái gạt hay là đối tác gạt trong công việc thôi. Đi làm thì cái khi thay vì mình phải có cái hợp đồng cụ thể. Mình nhận một công trình nào đó thì mình phải ký hợp đồng cụ thể đối tác. Thì nói qua miệng thôi, mình tin tưởng á, xong rồi cái người này không hiểu ý người kia. Đó rồi cái cuối cùng cái ra sản phẩm không phù hợp, cái người kia nói là bây giờ không đẹp, xấu quá, không trả tiền. Rồi ôm. Rồi, hai chồng bỏ tiền túi ra trả. Mà có bị nhiều lần không em? Dạ chắc bị 2 lần. Hai lần. Hai lần không cũng chết rồi, ông xây dựng cái nhà ta không trả tiền là cũng xong hàng. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Cái đó tật xấu hết rồi. Rồi, tới thiết. Nói chung là vợ thì rất là tốt, nhiệt tình trong công việc và có một vài tật xấu, ví dụ như là hay bất cẩn thôi. Ở nhà mà quên đóng cửa thì trong nhà này có máy tính rồi đó. Thì khi nó mất cái máy tính thì mất dữ liệu rất quan trọng. Mà trong lúc đó thì đóng cửa thì đi gội đầu. Đi gội đầu khi người ta vô ta lấy máy tính rồi ta thấy trống trải ta lấy luôn sao? Đâu được, la. La rồi cái giận. Giận rồi cái cự đòi ly dị nó ghê chứ. Vậy á. Nhưng mà có biết đơn chưa? Gần tới cái đòi ly dị thì em cũng rất là tỉnh, tại vì em biết là phụ nữ thì hay nóng nảy vậy chứ, xong rồi thôi gì chứ mình đừng có đổ thêm dầu. Mình nói là nếu mà không phù hợp á thì thôi viết thì viết. Viết thì về anh coi anh đọc anh ký. Lúc đó em đi làm ngu gì mà ở nhà. Trong đi làm em quá rối chứ. Em nói chà mình mạnh mẽ vậy chứ mà thực sự chuyện tình cảm mình bị cũng đảo lộn nha. Cái em mở máy lên thấy ủa sao cái file gì ngộ quá vậy ta, mở lên cái file của viết ly dị đó. Cái nói cái này viết không đúng nè, phải giật ra giật vô rồi. Mà trong lúc viết mà hỏi ủa này gửi đâu ta, cái gì gửi đâu ta, ở trên xã nhưng mà làm kế toán thấy không, cũng quen con số cũng quen viết đơn gì đó, mà cuối cùng cái đơn ly dị là không biết gửi đâu, chỉ có vậy thôi hả? Vậy mong muốn thay đổi nói luôn đi. Mong vợ thì
bớt bất cẩn lại. Thứ nhất, thứ hai nó nên đi ra ngoài xung quanh giao thiệp với bạn bè và để biết cái khu vực này, khu vực kia có gì thay đổi. Chẳng hạn đi em mời đi ăn chè sau khi cưới hoài mà đâu đi đâu. Bữa nay là 1 năm 8 tháng mà mời chưa được một lần đi ra ngoài đường á. Cho nên nhiều khi tao không thích ăn chè rồi sao? Mời đi ra ngoài thôi, không đi. Vậy ở nhà cũng vậy hả? Rồi, còn em? Dạ, em mong muốn là chồng của em là bớt nóng tính lại. Chứ là cũng nên là gia đình tin người quá. Dạ. Nói chung là nên tin đúng người, đúng dạ, không? Đúng, đúng không? Nên dạ. Tin đúng người. Thôi giờ chị chỉ khuyên tụi em á là vậy nè. Từ đây cho đến lúc ngày vợ em sanh á, không nên làm cái điều gì để cho vợ em xáo trộn cái cảm xúc á. Đừng có bị sốc hay là đừng có bị buồn quá hay này kia. Vì từ ở cái tuổi này á, mình có bầu á. Dạ. Nó nhiều những cái nó mệt mỏi hơn những cái người dạ, đúng rồi. Trẻ tuổi khác. Thành ra là mình phải giữ gìn nhất là về sức khỏe thì mình không nói rồi, nhưng về cái tinh thần á, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái bào thai. Con mà ở tuổi này là con vàng á. Dạ. Đúng không? Con vàng, con ngọc á, chứ không giỡn. Bây giờ thì chỉ có chút là hai mẹ con, mẹ tròn, con vuông. Đúng rồi. Cuộc sống hạnh phúc à, hạnh phúc rồi. Bây giờ thêm đứa bé ra đời sẽ hạnh phúc nhân đôi nữa. Đúng rồi. Cảm ơn.